Đây là đồng chí Dương Thông, thượng úy Dương Thông, lên chức nhanh quá. Đại úy Bùi Thiện, hai cán bộ nguồn đi lắp camera. Nhìn cũng được phết đấy nhỉ. Sắp xong rồi. Ui, nắng đấy. Rất đẹp trai. Có tiếp khách, có tiếp khách. Hả? Biệt phủ. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ đi chuyển 6 cái mắt camera của nhà khách hàng. Đây là cái đầu ghi. Không. Yeah. Nguồn tổng anh về đi anh được anh lên nguồn à. Lên nguồn bọn nó dùng cái dây này làm là cắm điện này đấy anh nguồn tổng. Có chuyển cả tivi không anh? Kêu ông cả chuyển tivi à? Hả? Chuyển cả tivi. Chuyện thì chuyển. Ốc quậy. Đầy ốc mà, thiếu gì? À đấy, cái ốc à. Vì lòng anh quay em quay lại.
Mấy giây này có bảo nối không anh? Bảo nối đi. Có bảo là nếu mà không tới phải nối dây không? Không tới dây mới, nối này nối được. Nối được nhưng mà cái dây này thì chắc nhiều dây ngắn. Nghe nói thì cần dụng mấy đó. Gì? Mẹ đây nhỉ. Cái dây này nó cũng khỉ. Cái gì anh? Dây buộc cái luồng này. Dây buộc vào cây gì? Cây luồng. Đấy, cua bằng này nhá. Cua bằng này nhá. Đây. Xi măng khô, tao biết xi măng khô rồi. Xong là bỏ thang đi. Sáu này, sáu rồi được sáu. Còn cho cái lúa cái nó bị chảy cái đầu. Xi măng khô nó xuống nó cũng chảy, nó cũng chảy được đầu. Lòng anh quay và em có thể nên đợi em về. Ở đây ba mắt anh? À đâu? Đây. Hai nhỉ? Đúng rồi, kia hai mắt thôi. Tháo mỗi cái đấy nữa thôi. Rút dây đằng kia chưa? Rút dây nào? Lắp thì lâu nhưng mà tháo thì có 10 phút thôi. Đây là đồng chí Dương Thông.
hai cái dây ở bên này chắc đủ cho mấy cái dây kia. Phải kéo thêm mấy cái dây bên sang bên mặt mặt bên này. Nhá. Cái nào anh? Ngắn, ngắn chỉ tận dụng được mấy cái mắt ngắn này thôi. Tận dụng được cái nào? Vâng. Có một cái dây này là ok sang bên kia, một thêm một dây nữa là được, là ở đây thêm 4 dây này nữa. Vì lòng anh. Cái xà trên cùng đấy anh ạ. Đi nép nép vào cái góc kia, nếu mà anh trần anh chỉ đẩy lên thôi. Nếu mà ấy thì anh các em chỉ có gỡ xong rồi anh có dây điện rồi, không các em không phải bỏ dây điện thì anh trích cho 500.000 các em bắn được cho anh không để cái dây điện nguồn đấy, cho nên làm sao bắn thuần qua cái này, cái máy có súng đây rồi, bắn xuyên qua cái lỗ này khoa nữa rồi. Ừ, xong rồi buộc lên kia cho anh có được làm được không? Là okay, dây nguồn to rồi anh, cái dây điện tức là anh có bảng này mình đổ ra cho anh này, đổ cái bảng này đi anh. Ừ. Không thì gỡ cái bảng trong nhà cũng được, cái bảng trong nhà nó có automat. Cái này cũng vậy, cái bên này sợ nó yếu hơn. Cho nói chung là các em đưa cái đường điện, cái đường điện đâu cho vào cái cột kia, nó cùng với cái dây dây mạng gì? Dây mạng cũng được, cho nó vào đây cho anh. Xong bắn nó đổ vào đây thôi. Ừ. Đấy. Thì thêm đấy là cái đấy riêng, mà cái này thì cái em nấu mắt đấy, nó mua mắt rồi. Hôm qua đấy nó cả sơ pha rồi. Đấy anh bảo là còn cái dây điện ấy thì đấu cái đấy vào, bắn vào cho anh đấu vào đây. Thì anh thích thêm cái đấy cho nhà riêng. Vâng, nếu mà kịp thì bọn em làm luôn cho. Còn nếu không đấy thì anh làm nhiều thở. Vâng. Có một dây lúc nãy là vừa rồi anh nhỉ? Có một dây bên này là dây anh đang cầm đúng không? Dây nào? Dây ngoài này. Anh ấy chưa? Còn một dây kéo về thằng đây đấy. Đâu, dây nào? 4 mắt đây à? 4 mắt. Thì đây bây giờ là đang 3 dây rồi. Thêm một dây. Một dây kia là 4. Còn dây kéo dài ra. Ờ. Thừa nhiều.
Anh Thông ơi, có cái dây vừa nãy dài đâu nhỉ? Đây á? Phải vòng tí thôi. Phải vòng vòng sang hết bên này. Bên nào? Vòng để đi cùng một loạt ở sang bên kia. Bên này thì có em này. Hả? Anh chống làm sao để nó quan sát đây để nó khỏi vướng cái xà. Tức là nhà hai mắt đúng không? Ờ, chỗ đằng kia đằng này có rồi. Ok anh, đấy. Cái góc bên đấy đấy, cái góc bên kia là không, nó không nhìn thấy đâu. Tức là cái có thể là nó không vướng cái này, quan sát được ở dưới này. Vâng. Trong bên hai mắt ạ. Hả? Không qua sau mắt đúng không? Tức là anh thêm hai mắt đúng không? Anh Thông ơi, anh kéo ngược cái dây kia về với. Kéo ngược về chỗ anh ơi. Đây này. Cả hai cái dây cũ nữa. Mà. Cái gì anh? Em bán á? Nhưng mà... À... Đúng không? Đúng rồi. Để ta đi 4 giây này cho. Bây giờ phải khoan, bây giờ phải khoan. Bây giờ phải khoan. Khoan gì đấy? Khoan phải có điện. Đi tìm đi. Thì có thằng làm việc nó nhanh, mày bắn nhanh cũng dễ. Cái gì anh? Ở đây có chỗ nào có điện cho anh nhỉ? Điện kéo vào đây. Ở mãi bên kia anh. Chỉ là nói nhớ anh như sao cuộc tình. Tìm về nói nhớ. Đường tắt.
Ổn không? Tìm về nỗi nhớ sâu sâu của tình ta. Chơi dây được dây điện. Tìm về nơi nhớ anh u sầu. Dạ. Lát nữa anh bảo này em bắn một cái lỗ đấy nhá. Cho lắp cái mũi khoan ở đây, có mũi khoan to đấy. Vâng. Lắp nó vào. Không, em các em có đúng không? Vâng. To. Bắn nó vào cái lỗ để cho cái dây to người xuyên qua cái dây vàng. Cái dây này. Cái chỉ to hơn này thôi, 2x4 này, cái dây 2x4 này. Vâng. Thế anh muốn ở chỗ nào thì anh vạch chính em khoan luôn nhá. À thẳng cái cửa gì anh? Nhớ mét dây chưa? Hả? Nhớ mét dây chưa? Tí nữa xoát lại là được. Vừa kéo hai dây ấy. Nó là một đầu bên này mà anh. Một đầu bên này, một đầu bên kia. Thì anh nhìn ở đây. Có số nào to nhất thì là nó đầu tiên. Mẹ phải đục rồi.
Thế gì anh? 198 à? Alo. À, chuyện đang lóc cam. Ở trên lọc đi. À, đang lóc chơi chơi vậy. Lên chơi không? Cái gì anh? Không có mũi dài à? Hả? Mua thôi. Hai chọc. Máy bắn của em đâu rồi? Chết rồi, không mang nở rồi anh ạ.